Một dòng loa của Sơn Camedia đã trở lại với đường đua của loa sách di động. Ok, loa CS447. Mình sẽ bật cái chức năng bass boost lên nha. Mình sẽ bật cái chức năng bass boost. Đã bật bass boost nha. Đã tăng bass boost. Mình đã tăng bass boost. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Truyền Hữu. Hôm nay Hữu sẽ review và đánh giá chi tiết về cái loa mới nhất, thế hệ mới nhất của hãng Agnos Sơn Camedia. Đó chính là CS447. Thì các bạn có thể thấy trước mặt Hữu là một cái thiết kế khá là quen thuộc. Dòng loa sách hình chữ nhật nằm ngang như thế này, có thiết kế quai sách. Và bên ngoài là có một cái thiết kế bọc da như thế này. Phía trước là một cái tấm trắng. Với trong này nó sẽ có chúng ta hai cái loa bass 6.5 inch cùng hai cái loa tweeter. Và công suất thật của loa này là 100W để các bạn các anh chị sử dụng. Phía bên trên này thì Hữu thấy cũng khá là quen thuộc về những cái phím bấm, những cái cụm điều khiển này. Cụm điều khiển này được mạ kim loại rất là sang trọng như thế này, mạ một cái màu vàng gold như thế này ha. Và một cái chức năng mới mà Hữu thấy ở trên cái loa của CS447 của chúng ta đó chính là bass boost. Đây là một chức năng khá là hay ho cũng như là xịn của những dòng loa ví dụ như JBL, đó chính là bass boost. Khi chúng ta bấm vào cái chức năng này thì mọi người sẽ nghe được cái dãy trầm, cái dãy bass nó sẽ nảy hơn, nó sẽ rõ ràng hơn hay nó lực hơn so với thông thường. Đây là một cái tiếng. Nhưng mà một điểm cũng khá đáng tiếc ở trên dòng 447 bản cơ bản này ha, bản thông dụng này, thì nó chỉ có mạch echo với delay, nó không có thêm cái chip reverb vào trong này. Mặc dù những cái đối thủ hiện tại của nó là giống như là KC Box 270, 279 đã có mạch reverb, hoặc là những dòng loa của hãng Bass họ đã tích hợp sẵn cái mạch DSP reverb bên trong rồi. Cái tiếng reverb á là được sử dụng rất nhiều, mà Hữu đã test trên mixer cũng như là trên những cái dòng sao kẹt như là K10 hay những dòng khác. Nó giúp chúng ta nâng cái giọng hát cũng như là cái không gian, cái tiếng của chúng ta nó phô diễn, nó sẽ cho chúng ta cái kỹ thuật cũng như là cái giọng hát chúng ta sẽ rõ ràng và hay hơn. Có nghĩa có thể nói là cái mạch reverb khá là cao cấp khi chúng ta đẩy vào cái loa sách di động như thế này. Nhưng mà ở cái thị trường cạnh tranh loa sách như thế này thì nếu chúng ta không cải tiến, nếu ta không nâng cao cái kỹ thuật của chúng ta lên, không tích hợp những cái kỹ thuật và cái công nghệ reverb vào, thì chúng ta có thể thua sút với những đối thủ còn lại. Thì Hữu hy vọng là hãng Agnos Sơn Camedia trong thời gian tới sẽ có cái bản reverb để mình có thể review cho các bạn ha. Thì hiện tại đây mình chỉ thấy có chức năng bass boost cũng như là cái mạch của nó là mạch delay thôi, như cũ. Nhưng mà từ trước tới giờ mình cũng không đòi hỏi quá nhiều. Những cái dòng loa mà Hữu đã từng review, ví dụ như là CS390 hay là CS445, khá là dễ hát với cái mạch delay tích hợp sẵn. Nó sẽ phù hợp và trẻ lớn bé thì chúng ta cũng thể tinh chỉnh ở trên đây. Rất là đơn giản, cũng không có cầu kỳ mọi người ha. Ok. Và phía sau loa thì nó cũng đơn giản thôi, chúng ta sẽ cấp bằng cái cổng nguồn bằng là AC in, cổng AUX in và AUX out, đường guitar, optical cũng như là USB. Đấy, và chúng ta kết nối với Bluetooth của nó là 5.0 và đi kèm với hai mic không dây. Đi kèm hai mic không dây cũng khá là quen thuộc, Hữu thấy là cũng không có gì thay đổi mới trên cặp mic không dây này. Đấy, Hữu sẽ test thử chức năng nhạc cũng như là hát thử cho các bạn nghe về cái loa CS447 này để các bạn các anh chị nhận xét mọi người ha. Ok, mình sẽ test ngay thôi. Vì mà em đã buông tay anh rồi, buồn đau anh không anh tan với trời. Thương thật lòng, sao anh nhận lại bằng không? Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dài, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ, đau xót cho ai bây giờ em xa lạ. Lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn, giờ gặp lại nhau trên sân ga chiều loạn nắng, cùng về hỏi thăm anh mấy câu đi về. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào vui. Mình sẽ bật cái chức năng bass boost lên nha. Mình sẽ bật cái chức năng bass boost. Đã bật bass boost nha. Đã
Ok, và Truyền Hữu vừa test xong cái loa CS447 mới nhất của Agnoson Camedia ha. Các bạn, các anh chị muốn đến để test trực tiếp chất âm hãy đến số 8A đường Lê Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ đăng ký kênh YouTube của Truyền Hữu cũng như kênh TikTok của mình nha. Kênh TikTok của mình là Truyền Hữu 777 mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại những video sau.